Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Để tiếp tục, Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi phần tổng kết kinh tế tài chánh tuần qua với tiến sĩ Tạ Cự Hải. Kính chào quý khán giả của SPTN. Chúng tôi là Tạ Cự Hải từ thủ đô Washington DC. Và sau đây là bản tin tổng kết kinh tế và tài chánh tuần qua. Thị trường chứng khoán cuối tuần thứ 6 ngày 12 tháng 7 2019. Dow Jones 27.332.03. Week today cộng 1.52% và year today cộng 17.17%. Nasdaq 8.244.14. Week today cộng 1.01% và year today cộng 24.25%. S&P 500 3.013.77. Week today cộng 0.78% và year today cộng 20.22%. Giá vàng là 1.417.80 một ounce căn cứ thứ 6 12 tháng 7 2019. Giá dầu thô 60.39 một barrel cũng căn cứ vào thứ 6 12 tháng 7 2019. Giá xăng 2.775 một gallon căn cứ dữ kiện từ công ty AAA thứ 6 12 tháng 7 2019. 1 đô la Hoa Kỳ tương đương 0.8858 của đồng euro Liên hiệp Âu Châu căn cứ thứ 6 12 tháng 7 2019. Cũng 1 đô la Hoa Kỳ tương đương 0.7954 của đồng Anh kim Anh quốc, tương đương 6.88 đồng yuan nhân dân tệ Trung Quốc, tương đương 107.91 đồng yen của Nhật Bản, tương đương 63.02 đồng ruble của Nga, tương đương 1.31 đô la của Gia Nã Đại, tương đương với 1.42 của đồng đô la Úc Đại Lợi. Lãi suất mortgage theo công ty Freddie Mac thứ năm ngày 11 tháng 7 2019. 30 năm cố định là 3.75% và 15 năm cố định là 3.22%. Tình trạng thất nghiệp. Tuần lễ kết thúc thứ bảy ngày 6 tháng 7 2019 có 209.000 người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu, giảm 13.000 so với tuần lễ trước đó, đánh dấu 227 tuần lễ liên tiếp số người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu vẫn dưới mức 300.000 người. Tuần lễ kết thúc thứ bảy ngày 29 tháng 6 2019, Mỹ có 1.723.000 người đang hưởng quyền lợi thất nghiệp, tăng 27.000 so với tuần lễ trước đó. Kinh tế Mỹ trong tháng 6 2019 đã cung cấp 224.000 việc làm mới, vượt xa sự kỳ vọng của các chuyên gia kinh tế. Riêng trong tháng 6 đã có thêm 335.000 người gia nhập vào lực lượng lao động hơn thường lệ, nên khiến cho tỷ số thất nghiệp gia tăng lên chút ít. Phần lớn số công việc làm mới được cung cấp bởi ngành sức khỏe và y tế, ngành chuyên nghiệp và phục vụ, ngành xây cất đã cung cấp 21.000 việc làm mới và ngành chế tạo đã cung cấp 17.000 việc làm. Ngành bán lẻ online cung cấp thêm 24.000 việc làm mới trong tháng 6. Tỷ số thất nghiệp của tháng 6 ở mức 3.7% vẫn là mức thấp nhất trong gần một nửa thế kỷ hay 49 năm kể từ năm 1969. Lương trung bình của dân Mỹ trong tháng 5 tăng khoảng 3.1% so với mấy tháng đầu năm của 2019. Tổng sản lượng nội địa GDP Gross Domestic Product cho tam các nguyệt đầu tiên, tháng Giêng, tháng 2 và tháng 3 của năm 2019 đã được Bộ Thương mại công bố là cộng 3.2%, là một tỷ số phát triển kinh tế rất mạnh của Mỹ, vượt xa sự kỳ vọng. Theo lịch sử của tổng sản lượng nội địa GDP, tỷ số GDP của tam các nguyệt đầu năm thường rất thấp. Tuy vậy, tỷ số GDP vẫn ở mức cộng 3.2% để chứng tỏ rằng chính sách phát triển kinh tế của Tổng thống Donald Trump và nội các của ông đã thành công vĩ đại đúng như lời ông đã hứa khi ra tranh cử. Bình luận về kinh tế Mỹ. Tuần qua, thị trường chứng khoán Wall Street của Mỹ có cả 3 chỉ số đều tiếp tục đi lên, với chỉ số Dow Jones đã tăng cộng 1.52%, chỉ số Nasdaq tăng cộng 1.01% và S&P 500 tăng cộng 0.78%. Thứ hai mùng 1 tháng 7 và thứ ba mùng 2 tháng 7, chỉ số S&P 500 đã phá kỷ lục trong 2 ngày liên tiếp. Thứ tư mùng 3 tháng 7, cả 3 chỉ số Dow Jones, Nasdaq và S&P 500 đã cùng phá kỷ lục mới. Nhìn lại những tháng 6 của quá khứ để so sánh, chỉ số Dow Jones lần đầu tiên đã có một tháng 6 tốt đẹp như thế này kể từ năm 1938. Và S&P 500 cũng đã ghi nhận đã có một tháng 6 tốt nhất
kể từ năm 1955, nghĩa là trong hơn 60 năm qua. Tóm lại, tháng 6 của năm nay 2019 thật là một tháng rất đặc sắc cho thị trường chứng khoán Mỹ, và tuần lễ độc lập July 4 đã khởi sự cho tam các huyệt thứ 3 của 2019 thật là huy hoàng. Thứ năm 11 tháng 7, chỉ số Dow Jones cộng thêm 228 điểm hay là 0.85% và S&P 500 cộng thêm 6.84 điểm hay cộng 0.23% đi lên mức cao nhất. Thứ sáu 12 tháng 7, cả ba chỉ số lại phá kỷ lục mới. Dow Jones thêm 244 điểm hay cộng 0.90%, Nasdaq cộng 48 điểm hay cộng 0.59% và S&P 500 thêm 14 điểm hay cộng 0.46%. Kinh tế Mỹ đã và đang tiếp tục phát triển rất mạnh. Riêng ngày thứ sáu 12 tháng 7, thị trường chứng khoán thế giới có chỉ số Nikkei 225 của Nhật tăng cộng 0.20%, Hong Kong Hang Seng tăng cộng 0.14%, London FTSE 100 giảm trừ 0.05%, Shanghai Composite tăng cộng 0.44% và chỉ số DAX của Đức giảm trừ 0.07%. Chúng tôi xin được nhắc lại, giá trị của chứng khoán là giá trị của sự kỳ vọng nên rất nhạy cảm với tin tức thời sự bên ngoài và không nhất thiết luôn luôn phản ánh trung thực tình trạng kinh tế của nước Mỹ. Sự nhạy cảm này thường chỉ có giá trị đoạn kỳ mà thôi. Tuần qua giá dầu thô lên mức $60.39 một barrel vì bị ảnh hưởng bởi cơn bão nhiệt đới Barry tại vùng vịnh Mexico. Mỹ đang tiếp tục cấm vận North Korea, Iran và Venezuela. Tình hình an ninh bất ổn tại Venezuela và cấm vận mua bán dầu tại Iran, North Korea cũng như tại Venezuela cùng với sự căng thẳng của cuộc chiến mậu dịch với Trung Quốc và cũng đang là mùa tranh cử đã tạo thêm căng thẳng cho chính trường tại Mỹ và thị trường dầu trên thế giới. Đồng đô la tuần qua xuống giá so với hầu hết các đơn vị tiền tệ chính trên thế giới. Đồng đô la xuống giá so với đồng euro của Liên hiệp Âu Châu, so với đồng Anh kim của Anh Quốc, so với đồng yen của Nhật, so với đồng yuan nhân dân tệ của Trung Quốc, so với đồng ruble của Nga và với đồng đô la Úc Đại Lợi, nhưng lại không thay đổi so với đồng đô la Gia Nã Đại. Vì bị ảnh hưởng bởi cơn bão nhiệt đới Barry ở vùng vịnh Mexico, giá dầu thô và giá xăng đã tạm thời đi lên. Giá dầu đi lên 4.5% ngay cả trước khi cơn bão thực sự tới, với lý do phòng hờ phải ngưng sản xuất. Giá dầu thô lên mức $60.39 một barrel, giá xăng lên mức $2.775 một gallon, giá vàng lên mức $1.417.80 một ounce hôm thứ Sáu 12 tháng 7. Lãi suất mortgage ở mức 3.75% cho 30 năm cố định và 3.22% cho 15 năm cố định. Kinh tế thế giới, giá dầu thô của Mỹ đã lên trên $60 một barrel từ hôm thứ Tư vì sợ bão Barry có thể làm xáo trộn việc sản xuất dầu thuộc vùng vịnh Mexico, nhất là vùng tiểu bang Louisiana, đã cho di tản 15 vị trí sản xuất và 4 giàn khoan vì phòng ngừa bị bão lụt, ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường dầu của Mỹ. Đồng thời, Bộ trưởng Kỹ nghệ dầu của Vương quốc Saudi Arabia cáo buộc Iran đã gây sự căng thẳng tại vùng vịnh Iran trong mấy tuần qua đã tạo nguy hiểm cho việc tiếp tế nhiên liệu. Công ty Boeing cho biết sự không cho Boeing 737 cất cánh đã cắt giảm 115 phi vụ mỗi ngày, nhưng công ty hàng không American Airlines và những công ty khác đã có những khó khăn với vấn đề bị khách hàng hủy bỏ các chuyến bay rất đông, tạo nên một cuộc khủng hoảng trầm trọng chưa có lối thoát và rất hoang mang. Kính thưa quý khán giả, bản tin tổng kết kinh tế tài chính tuần qua xin được tạm ngưng nơi đây và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin cảm tạ quý vị. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến xin email về washingtondc@sbtn.tv. Thành Trang kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình.